I stay with my daughter. Oh, only your daughter. And husband. And parents in law. And mai tao đi. Khi mà liền kê thì cái thằng em hay được để ở cuối gì? Cùng đúng không ạ? Ok, để kết nối. Tại vì chúng mình sẽ nói là I stay with my husband, my daughter and my parents in law. Đúng không ạ? Đấy. Thậm chí nói luôn là with my family. Family cụ thể hơn các bạn có thể nói là family members. Members đúng không ạ? Với các thành viên gia đình rất đầy đủ. Ok? Yes. Rồi, xin mời em. Ok, decorate. Động từ của cô cơ. Ok. Đúng không? Ừ, trang trí nhà cửa. Your house for this holiday. Yes or no?